Ok, hello chào các bạn, mình Thanh Bao Lùng. Chào mừng các bạn đến với channel vlog của Hùng Ca Ca Cuộc Sống Người Châu Phi. Thì hôm nay mình cùng vào trong nông trại của người dân 43 hộ dân đấy. Thì mình cùng review công việc làm hàng ngày của em Bân Xóa về là em Bát Tu ở trong nông trại. Thì mấy ngày đây anh Hùng cùng lo chuẩn bị về, cũng bận rộn nên mình cùng ở bên kia. Thì hôm nay mình công việc bên kia xong rồi thì mình cũng chạy sang, rảnh rồi thì mình chạy sang bên hai em đây. Cái bên này thì cùng ngô thì cùng bự, rất chỉ là bự các bạn đấy, bắp nào bắp này là cùng rất chỉ là to đấy. Mà ở bên này là hắn cũng bị một trận mưa đá đây, thì cũng có cái cây thì hắn có cây thì đã ra bóng, có cây thì cũng bắt đầu mới trổ bóng các bạn đấy. Thì đi vào trong này thì có cái đoàn đây, cái ngô mình mới làm sáu thì bị mưa đá thì hắn giờ mới trổ bắp đấy. Thì còn cái lửa mà trước trận mưa đá thì hôm nay thì cũng là bắp rồi, có bắp rồi, cái hai ba bắp đấy. Rất chi là nhiều bạn. Thì để mình cùng đi vào coi hai em đang làm gì trong này. Cũng hơi muộn, cũng có cả ngô muộn, cả ngô sớm. Thì cái đợt trẻ phải anh em mình về cùng lượt ở bên kia thì cũng đã trổ bắp rồi, cùng bắp cùng bừ cùng da rồi đấy. Còn mấy cái lửa bị mưa đá dẫm bị chết dẫm sáu đấy, thì hôm nay thì mới bắt đầu trổ bóng đấy. Đấy là cái ngô muồn này các bạn đấy. Cùng bóng như rất chỉ là dài đây là ngô hơi muồn một tí. Còn chúng rất là nhiều bạn. Bên này hai em cùng ở đây đi, cùng hai em cùng chăm sóc, cùng anh em mình cùng yên tâm đấy. Đấy. Cái đoàn này là cái ngô anh em mình chở trước này, cùng lửa ở bên trang trại ba bản bên kia đấy. Cũng bằng nói chung là đi dài xuống cái này là ngô bên này. Là anh em mình anh Hoàng tết sống ngày sáng thì mình anh em mình mở rồng dưới kia để trông thêm sẵn. Còn ở phía trên này là anh em mình trồng ngô rồi đấy. Thì lúc trước thì chắc anh Hùng thì có được, bây giờ có mình nữa thì sẽ mở rộng mà tăng giá thành sản xuất. Hay là giờ hôm kia cũng nhổ đầu xong rồi, thì bên này hôm anh hai em là đang làm luống, lên luống để làm rau đấy. Làm luống để làm rau hết. Những giờ dân người dân bản là không thể là đói được rồi. Đấy. Bên này là mấy em trồng rau lên này. Đấy. Trồng hôm nay là cùng vài rau là cùng lên đấy cả rồi. Đấy. Boa tarde. Boa tarde. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy. Đó là. Đấy, đấy là Bân Xóa. Là... Ok, lo chào các bạn, mình tên Pashua. Đấy, bên đây là em cũng đang làm dươn, làm gian dế chuột các bạn. Đấy. Bên đây là làm gian dế chuột này.
Đấy. Đấy là em bắt tu. Em bắt tu chứ con nuôi của Quang Lính. Thì anh Hùng cũng ngày xưa cũng mới đưa về đấy. Đấy. Ok, lựa chọn các bạn trên bật. À, thì về thì, để đưa về thì đưa về phải làm về ngành nông nông nghiệp với anh em mình cho thế mày là biết được đấy, biết được thêm đi ngành nông nghiệp để sau này có thể anh em mình về đi em mày cũng biết được làm nông nghiệp để không bị đói nữa các bạn đấy. Hôm kia đấy là hôm kia là đầu nhổ sóng rồi thì giờ sơ lâm rau lên luống lâm rau toàn bộ đấy thì gọi là không để cho đất trồng được đấy. Đấy cái gian bao này thì cũng lâu rồi ấy. Giờ cũng mình sẽ làm đang con lúc trồng cây mới đấy. Phía dưới này phía trên này cũng đầu mà khi cũng đầu đấy. Mà khi cũng đầu thì như anh em mình cũng là nhủ hai em ở đấy là làm ruộng để trồng rau cả. Đó. Làm ruộng để trồng rau hết gọi là chạy dài lên trên này luôn đấy. Gọi là rau gọi là làm thêm rau để cho các anh vậy là các em tổ trưởng tổ phó ở đây hàng ngày đấy để họ có những hàng ngày họ ăn có thêm rau củ quả chúng là rau để bầu đấy chúng chạy dài như này. Còn trên này hôm sau anh em mình sẽ cùng sẽ mở rộng lên phía đằng trên này tiếp. Đấy, phía đằng trên này là cùng mở rộng thêm. Cái này là có thể là mình hôm sau là mình trồng thêm sẵn. Con dưới kia thì mình cũng trồng thêm vụ sáu, mùa mưa sáu thì mình mới trồng ngô được. Chứ chưa qua vụ mưa rồi thì mình cũng không trồng được ngô nữa. Vì hết vụ rồi. Đấy. Giờ chỉ có là mở rộng để trồng sẵn thôi. Đấy. Ngô thì hết mùa rồi. Giờ mùa mưa gần hết rồi. Đấy, sau nhà này các bác vẫn đứng gọi là đứng cũng trồng thêm khoai. Đấy, trồng thêm rau khoai. À, mate batata ne. Agora você me pegue. Né? Tá. Né? Đấy, đang con trông theo kiểu Việt Nam của mình nhé các bạn. Đấy. Bên họ trông như thế này thôi.
đấy, và tạp đất, còn bên mình là như thế này, đấy. Thế bên đây, sư lan tờ kì, lan tờ ý của lì yêu vì. Đấy, mình đang nói về họ là trồng theo cách của mình, ở theo kiểu Việt Nam, đấy. Nó đề xa cấm rê đủ, thế bên. Lan tờ ý của lì kì, đấy, mình đang nói là trồng theo kiểu cách kiểu của mình. Đấy, bên họ là bên bên mấy anh trồng là theo kiểu mấy anh là như thế này. Đấy. Thì hôm nay mình sáng này mấy anh trồng thì mình mới sáng. Đấy. Theo cái cách của mấy anh đấy. Còn như thách cách của mình chỉ cho mấy anh là như thế này. Đấy. À khi mai về thì sẽ làm ta yêu lì yêu kỳ sao đấy. À. Đấy. Thế vô xe giá lan tá dùng tôi cùng bì gù vô xe nó sao bị nó phát lao rồi đi. Mình nên cứ đang còn nói bắn xóa đấy. Đang ngày hôm rồi là bắn xóa cùng đi trong đó khoái với mình thôi. Mà em ấy cùng quên. Đấy. À cái tánh, à cái giá này, chắc mất tên. À cái bánh xoa, à cái tánh xí men tù kì. Đấy, mình đưa hột giọng rau cải cho anh, à, cho em ấy. Vài thế mà vậy thì... dây ngố. Sau này anh các anh cũng làm rau thêm đấy, lấy rau khoai. Đã ông mà sao cũng thì em ấy cũng ở với bọn mình nhiều đây. Đấy. Thì em ấy cùng ở bên này thì em ấy cùng từ vài thôi. Mình đi cùng em ấy vô cùng từ vài thôi. Thì em ấy cùng đã sống về anh em mình cùng 6-7 năm rồi. Đấy. Thì ngày xưa thì em ấy ở Lũ Ăn Đá làm vô quán lính. Đấy. Vậy là không để dưới đất trọng được. Còn bón được luống rau nào thì hãy luống đó. Đấy.
để đi xuống về này cho các bạn xem luôn. Đấy, ngô. Đấy, cái. Nói chung là còn luống thì hẳn cái luống bên này là bị mưa đá hư các bạn này. Đây cũng trỉa sáu. Trỉa sáu thì hôm nay cũng mới trổ cơ và cũng có bung lão thôi. Đấy. Hai bên. Đấy. Bên này do là bị mưa đá hư rồi trỉa sáu rồi. Hôm nay cũng lên cơ và có bông lau chạy dài xuống dưới này. Đấy. Đấy. Cái chạy dài đó. Cảm ơn. Cùng review công việc hàng ngày của hai em ở trong này cho các bạn biết công việc hàng ngày của anh em mình trong nông trại. Còn trên này thì mình cũng trồng chuối, đây là hai bên bờ mương các bạn, mình cũng trồng dừa hết cả này. Đấy, bên hai bên bờ mương này là mình trồng toàn bộ dừa với là chuối. Đấy, rất trải dài đến gọi là cũng rất chứ là nhiều đấy. Đấy, vì là cái dừa này ngày xưa là anh em mình trồng vô cái dịp mùa nắng thì hẳn cũng chậm phát triển hơn. Đấy, giờ mưa xuống thì nó mới chuối này cũng vậy. Chuối này với dịp là anh em mình là trồng với dịp nắng. Đấy, trồng với dịp nắng thì giờ về mùa mưa thì hẳn bắt đầu mới phát triển được. Rất là đẹp rồi. Cũng đẻ một cây là giờ cũng đẻ hai ba cây rồi. Đấy, cũng rất chỉ là đẹp rồi. Đấy, giờ là yên tâm, khỏi là không hờ là sợ là bị chết nữa. Đó. Đấy, thế để cùng giờ cũng muôn rồi thì để các anh chị đi về tắm rửa nghỉ ngơi. Đấy, thì video này mình cùng xin kết thúc tại đây. Thấy video này hay thì cho mình một like và một chia sẻ, và nhớ đăng ký Hùng KK Vlog Cuộc Sống Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn.